Rồi, xin chào mọi người đã quay lại kênh của em. Hôm nay em chia sẻ cho mọi người cách chăm hoa lan mùa cuối năm nhé. Em thì đặc biệt em không phân biệt ra là đơn thân hay đa thân đâu, nên là mọi người chăm lan làm sao nó càng nhàn càng tốt. Mọi người phải hiểu như này này, hoa lan nó cũng có mùa giống như con người thôi. Làm gì mà cứ phải phân biệt lan này chăm khác, lan kia chăm khác làm gì. Thậm chí lan kiếm nhé, em chăm quanh năm ngày tháng chỉ có một loại thôi, lá vẫn to đẹp. Mọi người xem video kiếm của em mà xem, làm gì phải hết thuốc này thuốc kia, hai loại cứ thế phun thôi. Chả làm gì phải chăm đủ các kiểu vào làm gì cả. Xong nhiều người vẫn cứ hỏi vào chăm làm sao để cho lá to, anh mua đủ các loại phân thuốc về lá vẫn không to, vẫn không đẹp. Ở cái mùa cuối năm ấy thì em chia sẻ với mọi người như này: không dùng B1, không dùng cái kích thích gì khác, không dùng kích mầm kích kiếc gì cả. Mùa cuối năm chỉ vẫn phun kích dễ. Và đặc biệt là mọi người có thể chuyển qua cái phân NBK 95510, và không thì mọi người cứ phun cái 20-20 ấy, phun đến cuối tháng 11 âm, xong rồi bỏ cho nó nghỉ một tháng 12 âm ấy, không tưới không gì cả. Cái giò này em sẽ như những cái giò thắt ngọn này này, bất kể không tưới, chỉ có dòng dáng hương này em tưới thôi. Cái dòng dáng hương là đai châu, nhạn, quế, tam bảo sắc đấy mọi người. Thì cái dòng đấy là phải tưới, vì mình không tưới là nó rụng lá là sẽ xấu, rụng lá chân nó sẽ xấu. Nên là cái dòng này này mọi người phải hiểu như này nhá: đầu năm nó ra mầm, nó phát triển, đến cuối năm nó thắt ngọn, nó nghỉ. Ăn Tết xong có mưa xuân phát tự nó bật mầm gốc. Làm gì phải kích mầm gốc, kích kỳ về kích mầm gốc. Mầm gốc nó lên tự nhiên mà, làm sao phải kích, trừ khi con sen nó ăn hết rồi nhá. Thì lúc đấy là cái kỳ, những cái kỳ, những cái mầm ở trên này, này nó sẽ bật lên tự nhiên luôn. Nên là mọi người cứ qua Tết đợt vừa rồi cũng thế, em thấy rất nhiều người hỏi là mua thuốc kích kỳ để kích mầm gốc. Em bảo chứ cái mầm gốc nó lên tự nhiên làm sao phải kích làm gì. Cái mùa này ấy, phi điệp này, hạc vĩ này, long tu này, rồi giả pháp, rồi các thứ thân thòng đấy, mọi người phải hiểu là như thế. Em đều phun kích dễ và cái 95510. Nếu mọi người không phun cái 95510 thì mọi người cứ phun cái 20-20 đều cũng được, chứ không nhất thiết là phải quay qua cái 95510. Và có một cái điều lưu ý là mọi người mua ở đâu thì mua, nếu mà gần có mua thì mua, còn nếu mua trên mạng ấy thì mọi người tìm hiểu chỗ nào uy tín thì mua. Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Nhiều người cứ bảo mùa này phải dùng cái gì, có cần phải đủ kể ra. Em nói thật, em thấy mấy anh mấy chị nhắn tin cho em ấy kể ra thì thôi rồi, đủ các loại phân thuốc. Em bảo chứ làm thế mệt lắm, chơi làm sao nó nhàn đi, chăm làm sao nó nhàn đi. Đây em chăm đây này, quanh năm ngày tháng kích dễ, và có đầu năm có dùng một ít B1 và cái 20-20 thôi. Thế thôi, làm gì mà phải phun đủ các loại, nên làm gì. Cái dòng trầm này nó khỏe lắm, mình không phun thậm chí nó vẫn to. Đây là cái thân này của em này. Và đặc biệt là cái mùa này này, có những cây nó bắt đầu đòi rụng lá rồi. Đấy, đây này. Em chăm cái giò này em treo trên cao, thậm chí là thỉnh thoảng còn không muốn lấy xuống xem cơ. Lá vẫn to đùng, cây vẫn mập khỏe. Kể cả những cái kỳ này, mọi người thấy kỳ này nó chưa thắt ngọn. Em cũng phun cái 95510 hết, kể cả Denzo, kể cả dòng đai châu, nhạn, quế, các thứ. Mùa này em cũng phun cái 95510 cho nó hết, không cần thiết phải quá nhiều các loại. Và đặc biệt mọi người đừng nghe cái từ kích hoa đai châu nhá. Cây đai châu mùa này tự nó ra hoa mà, cái thời tiết thuận lợi cho nó là ngày ngắn đêm dài, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhau tự ra hoa. Làm sao phải mua các loại phân thuốc về kích cho nó. Kể ra nhá, em xem nhiều cái video rồi, em không nhắc tên ra đây, nhưng mà mọi người xem chắc mọi người cũng biết. Nào thì các kiểu phải đến 5-6 loại phân thuốc để kích hoa đai châu. Em bảo chứ nếu ở rừng làm gì phải kích, chẳng qua là mình chơi mình chăm ấy, để cho nó không bị rụng cái lá chân. Làm gì phải kích, cây khỏe tự nó ra hoa thôi. Cây yếu mọi người có kích thế kích nữa, nó ra chắc, có cây thì không ra được, nhưng mà có cây chắc ra được bằng này xong rồi rụt lại. Làm gì phải khổ thế. Chơi lan làm sao nó càng nhàn càng tốt, càng làm sao mình đỡ phải chăm thì lúc đấy càng tốt, và mình chăm ít mà nó vẫn đạt hiệu quả thì càng tốt. Nên là mọi người cứ có 20-20 thì cứ phun cái 20-20, còn không có cái 20 thì phun cái 95-50. Thực chất ra cái 20 này của em ấy, mọi người phải hiểu là tại sao em phun cái này, nhưng mà em không quảng cáo. Mọi người phun cái gì thì phun, cái hàm lượng nó phải như thế. Nhưng mà cái này của em ấy là thực chất ra ấy, nó là 21-21-21 cộng TE cộng TE. Nhưng mà trong cái ngành phân ấy, mọi người phải hiểu là không được phép đề là 21-21-21 cộng TE cộng TE. Nó có nhiều vấn đề lắm, mọi người phải tìm hiểu về cái thị trường của bên quản lý thị trường. Còn em thì em dùng cái này. Nếu mà
Còn mùa này ấy, thì em dùng cái 95510 với kích rễ thế thôi. Mọi người mà mua trên mạng ấy thì có thể liên hệ em, còn không thì mọi người mua ở đâu mua. Nhưng mà mùa này full kích rễ và 95510 hoặc là kích rễ 20-20-20 đấy, chứ không phải thêm B1, không phải thêm cái gì đâu nhá. Đơn giản thôi. Nếu mà một tuần một lần thì mọi người cứ một tuần một lần, 10 ngày một lần thì cứ 10 ngày một lần. Còn đừng có hôm nay thích full xong mai lại dở ra full. Đấy, như thế là nó dở lắm. Nên là mọi người chơi làm sao nó nhàn càng tốt. Thế thôi. Có gì thì em lại chia sẻ những cái video sau. Rồi mọi người mà thắc mắc cái gì thì cứ bình luận ở dưới phần bình luận của video nhá. Em chia sẻ như thế thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.